Kính thưa Thánh, giờ này chúng ta đọc Kinh Thánh trong Timôthê thứ nhì, đoạn 1, từ câu 6 tới câu 12. Tôi xin khởi sự. Phiên về sự bền đổ, vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Ấy vì tin lành đó mà chúng ta được lập làm người giảng tin lành, người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà chúng ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Và câu gốc trong phần đoạn này là câu Timôthê thứ nhì, đoạn 1 câu số 9. Xin hội thánh đồng đọc chung với tôi. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân tiện đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Xin chúng ta đọc lại thêm một lần nữa. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, mà bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Amen. Ngôi thánh. Amen. Hallelujah. Cảm ơn anh Tài. Chúng ta cho anh Tài một tràng pháo tay. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay ông bà anh chị em có vui mừng không ạ? Chúng ta thấy rất là nhiều người đứng lên đây để mà hầu việc Chúa với nhau. Ôi làm cái tôi rất là vui mừng, trong lòng tôi rất là sung sướng, vui mừng vô cùng. Và tôi nhớ đến những ngày tôi còn ở Việt Nam lớn lên trong gia đình có 13 anh chị em. Mỗi khi tới mùa lúa, thưa ông bà anh chị em, đồng lúa chín vàng thì tất cả con cái đều ra đồng phải đập lúa, phải đập đem về nhà. Thưa ông bà anh chị em, nếu mà lúa mà chín vàng, chúng ta không có gặt lúa, chúng ta không đem về thì điều gì xảy ra cho lúa của chúng ta? Chim ăn, điều gì nữa? Chuột ăn, ăn trộm, ăn cắp. Nước lớn vô ngập lúa thì lúa nó bị lên mọng, nó hư. Còn trời mưa xuống làm lên mọng, lúa cũng hư. Tới mùa lúa chín chúng ta hết lòng phải nhanh lẹ đi ra gặt lúa đem vào, phải không ạ? Còn không chúng ta sẽ mất hết. Còn Việt Nam thì đem về nhà phải phơi lúa. Phơi lúa là phải canh chừng lúa. Nếu mà trời mưa mà chúng ta không đem lúa vào thì trời mưa lúa đi hết. Cho nên tôi rất là vui mừng, cảm ơn Chúa trong lòng tôi vui mừng, bởi vì thấy tất cả ông bà chị em là một gia đình. Chúng ta mỗi người lấy cái ơn mà Chúa ban cho mình và chúng ta cùng nhau để mà thờ phượng Chúa, chúng ta theo ơn Chúa ban cho chúng ta. Ôi cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn tất cả ông bà chị em. Và thưa ông bà chị em, trước khi chúng ta đi vào lời Chúa buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, những gì mà Chúa đã chỉ chúng ta trong những ngày qua để cách xây dựng hội thánh chúng ta như thế nào. Thưa ông bà chị em, sứ mạng của hội thánh Việt Lighthouse chúng ta là gì? Có 3 chữ D. Thứ nhất là đem vào. Giống như Chúa Giêsu nói, cả quyền thế, cả quyền phép này, cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân. Cái từ dạy dỗ trong cuốn truyền thống chúng ta chưa có đúng nghĩa. Nhưng mà trong cái bản gốc nói là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Đó là ý nghĩa của câu 18, thưa ông bà anh chị em. Cho nên sứ mạng của chúng ta là phải đi để đem nhiều người vào vương quốc của Chúa và đem nhiều người vào
hội thánh của Chúa. Cho nên thứ nhất là chúng ta đem vào, thứ nhì là chúng ta phải đào tạo. Giống như trong Ê-phê-sô nói chúng ta Chúa ban cho nào là người sứ đồ, nào là tiên tri, nào là thầy giảng tin lành, nào là mục sư, giáo sư, để tất cả chúng ta đều gây dựng hội thánh của Chúa, đều đào tạo dân sự của Chúa, để rồi dân sự của Chúa được trọn vẹn để làm cái công việc mà Chúa giao cho hội thánh của Ngài. Amen. Cho nên chúng ta đem vào, chúng ta đào tạo. Và điều thứ ba chúng ta sẽ làm gì thưa ông bạn chị em? Đó là chúng ta đưa đi. Cảm ơn Chúa, thầy Thành có nói với tôi là cái chữ này chưa có đúng, đúng như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn giữ ba cái chữ D đó. Nhưng cái chữ đưa đi có nghĩa là đã được gửi đi rồi, đã được đưa đi. Nhưng mà cái chữ đưa đi thì nó gồm có hai cái chữ. Thứ nhất là chúng ta trao quyền, và thứ nhì là chúng ta sai đi. Cho nên thầy Thành nói cái chữ sai đi mới là đúng, đúng như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn giữ ba chữ D để chúng ta dễ nhớ là đem vào, đào tạo, đưa đi. Ông bà anh chị em về nhà ngủ nhắm mắt cũng nhớ câu này phải không? Chúng ta, cái sứ mạng hội thánh chúng ta là đem vào, đào tạo, đưa đi. Tôi biết rằng ông bà anh chị em biết cái sứ có 5 cái điều ở trên đây, nhưng mà tôi thấy rằng số 5 nó nhiều quá. Chúng ta đã rất là lâu năm chúng ta thấy 5 điều trên đây, ai thấy không ? Truyền giáo rồi này kia phải không? Mà bây giờ nếu mà tôi thử kêu ông bạn xem nhắm mắt lại và cho tôi biết 5 cái chữ trên đây thì quý vị chắc bây giờ nhắm mắt thử đi, có ai nhớ 5 cái chữ này? Chắc không. Cho nên vì lý do đó mà tôi giữ 3 chữ rất là đơn giản để chúng ta có thể hình dung được như thế này: đem vào, đào tạo là đưa lên, và thứ ba là chúng ta gửi ra. Chúng ta thấy là dễ không? Đem vào, đào tạo và đưa đi là sai đi. Cho nên chúng ta nhìn cái hình ảnh đấy, khi mà hội thánh, những người khác anh em hỏi: ồ, cái sứ mạng của hội thánh Việt Lighthouse là gì? Và tất cả quý vị đều nói ra được sứ mạng hội thánh Việt Lighthouse phải không ? Đem vào, đào tạo, đưa đi. Rồi bây giờ, khải tượng chúng ta là gì? Thưa ông bà anh chị em, khải tượng chúng ta đến từ Chúa là dựa theo Matthew đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Đó là mỗi một người mà chúng ta, Chúa cho chúng ta gặp đó, mỗi một người đó có khả năng trở nên một môn đồ của Chúa. Và chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta, hội thánh chúng ta, khi chúng ta huấn luyện được 12 môn đồ yêu mến Chúa vững vàng trưởng thành giống như Chúa Giê-xu, thì chúng ta có thể sai 12 môn đồ đó đi mở một hội thánh mới. Chúng ta sẽ đi tới thành phố kế bên, chúng ta đến thị trấn, làng ở Vinh Việt Nam hoặc là khắp nơi trên thế giới, là mỗi thành phố, mỗi thị trấn, một cái làng, một cái xã đều có một hội thánh của Việt Lighthouse. Chúng ta làm được không ? Điều đây là mạng lệnh của Chúa. Chúa kêu chúng ta đi khắp nơi trên thế giới để làm điều này. Chúng ta hãy vâng lời Chúa. Còn làm hay không là Chúa làm, thưa ông bà chị em. Bởi vì khi Chúa giao cho chúng ta điều gì, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thẩm quyền để làm. Chúng ta không làm thì không được, nhưng chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta làm thì sẽ được. Amen. Cho nên chúng ta sẽ cậy ơn Chúa làm điều này theo lời của Chúa. Vậy thì mục đích của hội thánh chúng ta như thế nào? Rất là đơn giản, là chúng ta thay đổi thế giới. Ôi, hội thánh cho Chúa, cho hội thánh Việt Lighthouse có một cái tên là ánh sáng của thế gian. Chúa Giêsu nói như thế nào? Các con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Có nghĩa là chúng ta ảnh hưởng thế gian, chúng ta thay đổi thế gian. Cho nên đó là mục đích của hội thánh Việt Lighthouse. Chúng ta hiện hữu, chúng ta có mặt để làm gì? Để thay đổi thế giới. Amen. Và bắt đầu vào mỗi thế giới của chúng ta. Thế giới của chúng ta phải được thay đổi thì thế giới những người xung quanh chúng ta mới được thay đổi, và từ đó cả thế giới sẽ được thay đổi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, thưa ông bà anh chị em. Và giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cùng nắm tay nhau, bởi vì Chúa nói với chúng ta rằng đây là điều răn mới. Chúa Giêsu nói: ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu nhau. Nếu các con yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Tại điều đó thiên hạ nhận biết, trong nguyên văn có nghĩa là tại điều đó chúng ta sẽ chứng minh cho những người xung quanh, những người hư mất, rằng chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu nhau. Amen. Cho nên chúng ta cùng nắm tay nhau để chúng ta cầu nguyện đến với Chúa. Và tôi biết rằng Chúa đang nhìn thấy cảnh này, và Chúa rất yêu thương, bởi vì Chúa là tình yêu thương, thưa ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta đến với Chúa, mỗi người chúng ta dâng cho Chúa sứ mạng của hội thánh chúng ta. Chúng ta dâng cho Chúa khải tượng hội thánh chúng ta. Chúng ta dâng cho Chúa mục đích của hội thánh của chúng ta. Vì tất cả điều này đến từ Ngài, đến từ lời của Ngài dạy cho chúng ta. Và Ngài đã yêu thương hội thánh chúng ta để chỉ cho hội thánh chúng ta biết những điều mà Ngài muốn chúng ta làm.
Chúng ta cùng nhau mở miệng, chúng ta mở lòng chúng ta đến với Chúa Giêsu này, thưa ông bà anh chị em. Là Chúa yêu dấu của chúng con, lòng và miệng của ông bà anh chị em chúng con đang mở ra để chúng con dâng trình hội thánh Việt Lighthouse trong danh của Ngài. Chúa ơi, Ngài đã kêu chúng con và Ngài đã phán rằng chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, thì chúng con phải ảnh hưởng thế gian này. Thế gian đang trong sự tối tăm thì Chúa kêu chúng con là ánh sáng, chúng con đến để đem ánh sáng cho thế gian đang sống trong sự tối tăm này. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài ở cùng chúng con để những gì Ngài giao cho chúng con, Ngài bảo chúng con, Ngài ra lệnh cho chúng con vâng theo và chúng con sẽ thực hiện. Chúa ơi, và Chúa buổi chiều hôm nay, xin Chúa Ngài mở lòng tư tưởng, tâm trí chúng con để chúng con đón nhận lời Chúa cho mọi đời sống chúng con và chúng con sẽ làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng mọi sự trong tay Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là giáo sư sẽ chỉ dạy chúng con để mỗi lòng chúng con, người nói người nghe đều làm theo thánh ý của Ngài, không phải một ý riêng, không mới bất cứ một điều gì vô ích, nhưng tất cả mọi sự chúng con là dụng cụ để Chúa Thánh Linh Ngài phán qua chúng con và cho chúng con nghe và chúng con làm theo. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con đến với Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ông bà anh chị em thật nhiều. Ôi, Chúa rất là yêu thương chúng ta. Khi chúng ta yêu thương nhau, hallelujah, không có điều gì làm một người cha mẹ vui hơn là khi con cái mình yêu thương nhau. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thưa ông bà anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa thật nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chính của chúng ta. Chúng ta sẽ nói một cái đề tài mà cả thế giới này, tất cả con người nào cũng hỏi một câu là tôi sống để làm gì? Quý vị có bao giờ hỏi câu này không? Có ai có từng hỏi câu này, sống để làm gì? Câu này có nghĩa rằng mục đích của cuộc đời tôi là gì? Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Sống để làm gì? Thưa ông bà anh chị em, cách đây vài tuần thì tôi có đi vào gara của tôi để soạn đồ, thì tôi nhìn thấy một cái quyển sách rất là đẹp, một cái journal, và bây giờ tôi lại thấy bà xã tôi đang cầm cái journal này. Tôi thấy ở ngoài gara thì tôi thấy đẹp quá, tôi dở ra nhìn tí xíu thôi, không dám nhìn nhiều. Thì tôi đem vào nhà. Thì vợ tôi thấy, cái quyển journal này của em lâu quá rồi, bây giờ tìm được. Thì vợ tôi mới dở ra để đọc lại những gì mà mình đã viết trong cái journal đó. Thì khi vợ tôi dở ra thì thấy một cái giấc mơ mà Chúa cho vợ tôi thấy và đã ghi trong cái journal này. Cách đây khoảng chừng một năm, thì trong giấc mơ đó, người vợ tôi thấy có một cái người bạn mà cả hai chúng tôi đều biết, quen biết. Thì anh đang thả trôi, ngửa trôi trên một cái dòng sông, nước chảy như thế này, và anh trôi trên cái dòng sông đó. Thì trên ngay cái thân thể của anh có một cái chữ như thế này, là trôi theo dòng đời. Anh đang ngửa, giống như một người chết như vậy, mà im, và con sông đưa anh đi, và có một cái chữ hiện ra, trôi theo dòng đời. Thưa ông bà anh chị em, chiều hôm qua, hai vợ chồng tôi đã mời anh này. Và bởi vì khi mà vợ tôi được thấy được câu đó thì lại được nhắc nhở, thì chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều cho người anh này, và chúng tôi đã mời anh đi ăn cái chiều hôm qua. Thì vợ tôi kể lại cho anh cái giấc mơ, thì anh nói, wow, đúng như vậy. Trong một năm qua, cuộc đời của anh giống như trôi theo dòng đời. Trước đây yêu mến Chúa, hầu về Chúa, nhưng bây giờ lại trôi theo dòng đời của cuộc đời này. Và cách đây vài ngày tôi không ngủ được khi mà tôi nhớ đến cái giấc mơ này mà vợ tôi đã chia sẻ. Chúng ta đang sống hay là chúng ta đang trôi theo dòng đời, thưa ông bà anh chị em? Chúng ta đang sống theo mục đích của Chúa kêu gọi chúng ta, hay chúng ta đang trôi theo dòng đời để rồi cuộc đời đưa chúng ta đi? Có bao giờ ông bà anh chị em được ai mời, bây giờ mình phải lên xe đi, nhưng mà người đó nói, ô lên xe đi với tôi. Nhưng mà người đó hỏi đi đâu? Không biết, nhưng mà vui lắm, chạy lên xe, chạy đi. Rồi chạy đi đến đâu, thấy xe nào đông thì chạy theo đường đó. Nếu mà có người nào mời quý vị đi xe như vậy, quý vị có đi hay không? Dĩ nhiên là không đi. Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi một người có mục đích, thưa ông bà anh chị em. Và Chúa muốn chúng ta thể đeo đuổi theo mục đích đó, để sống theo mục đích đó, thưa ông bà anh chị em.
Mục đích của Chúa cho đời sống chúng ta rất là quý trọng. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sống theo mục đích. Ngài xuống thế gian này trong vòng 33 năm Ngài chịu lỵ cha mẹ mình, vâng phục cha mẹ để làm công việc của gia đình, nhưng chỉ có 3 năm. Nhưng mà 3 năm Ngài đã hoàn thành mục đích của cuộc đời của mình, thưa ông bà anh chị em. Và ông bà anh chị em có hoàn thành mục đích của cuộc đời của mình không? Trước hết chúng ta phải biết được mục đích của cuộc đời mình. Thưa ông bà anh chị em, trên tay quý vị có cầm cái tờ chương trình và tất cả những câu kinh thánh và giảng bài của bài giảng hôm nay. Lý do mà tôi in ra cái tờ này, quý vị có nhìn thấy, có ai nhìn thấy hôm nay cái tờ chương trình chúng ta lạ quá là Happy New Year. Có ai thấy là Happy New Year không? Có nghĩa là năm mới mới xài cái tờ chương trình này. Tôi cố ý làm như thế này, nghĩa là khi quý vị biết được mục đích của cuộc đời của mình thì đó là Happy New Year cho quý vị. Amen. Cho nên mục đích của cuộc đời mình rất quan trọng. Khi chúng ta khám phá được ra mục đích của cuộc đời mình và mình đeo đuổi trong theo mục đích đó thì mình sẽ không phí cái thời gian của cuộc đời mình, thưa ông bà anh chị em. Và khi có một người, ông Mark Twain là một người tác giả rất là nổi tiếng và là một người nhà thơ và một người danh hài, ông nói rằng có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của một người. Hai ngày đó là ngày thứ nhất là ngày mình sanh ra và ngày thứ nhì là ngày mình khám phá được mục đích của cuộc đời mình. Cho nên khi quý vị khám phá được mục đích của cuộc đời quý vị, Happy New Year. Cho nên ngày hôm nay mỗi người chúng ta sẽ là chúc mừng năm mới khi chúng ta khám phá được mục đích của cuộc đời mình, để rồi mình sống theo mục đích mà Chúa đã dựng nên chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời rất là rõ ràng khi Ngài tạo dựng nên con người. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, thưa ông bà anh chị em, đây là cái lời đầu tiên nhất mà con người nghe từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy được đây là cái lời đầu tiên nhất mà con người nghe từ Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đây là lời đầu tiên và quan trọng nhất, và Chúa cho con người biết mục đích mà Ngài đã tạo dựng ra con người. Đó là chúng ta hãy sanh sản. Chữ sanh sản ở đây không phải là chỉ sanh đẻ ra nhiều, nhưng mà có nghĩa rằng chúng ta phải làm nảy nở ra, chúng ta phải làm có kết quả ra những gì mà Chúa giao chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta nói ông Abraham, ông sanh sản như là ông đã thất bại rồi. Nhưng mà ông sanh ra một người con đầu tiên thì không phải ý Chúa. Nhưng mà người con thứ nhì theo ý Chúa từ đó đã sanh sản ra rất là nhiều. Và chúng ta có mặt hôm ngày hôm nay cũng là qua bởi đức tin của Abraham. Cho nên sự sanh sản ở đây và thêm nhiều lên, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng và hãy quản trị. Ông bà anh chị em có biết rằng Chúa giao cho Adam cả cái thế giới này, cả trái đất này. Ông Adam là người có toàn quyền để quản trị trái đất của Chúa. Nhưng thưa ông bà anh chị em, điều gì đã xảy ra? Ông Adam đã thất bại, phải không? Ông Adam đã thất bại, nhưng mà Chúa Giêsu đã lấy lại. Và Chúa Giêsu trong Giăng cũng nói cho chúng ta biết rằng ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân dân ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Chúng ta một lần nữa thấy rằng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu ở đây, Chúa Giêsu đến để nhắc lại cái mục đích của Đức Chúa Trời từ buổi nguyên thủy, từ buổi sáng thế, rằng Chúa đã chọn chúng ta và Chúa muốn chúng ta đi và có kết quả, và hầu cho trái là kết quả của chúng ta sẽ thường đậu luôn, thưa ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy mục đích mà Chúa cho đời sống chúng ta rất rõ ràng. Có nghĩa rằng bất cứ điều gì Ngài giao cho chúng ta, Ngài muốn thấy kết quả được nảy nở ra từ công việc đó, thưa ông bà anh chị em. Chúng ta thấy rõ, có một câu chuyện, ở đây tôi viết ra một cái quote, đó là có một ông mục sư trẻ kia, ông rất trẻ tuổi, lúc mới bước ra hầu việc Chúa thôi. Một ngày kia ông đến nhà thương để thăm một bà tín đồ. Bà đang hấp hối trên vườn bệnh, bà sắp qua đời. Thì ông mục sư này cũng buồn lắm, muốn cầu nguyện cho bà. Nhưng mà bà cười và nhìn ông mục sư, tuy rằng hấp hối sắp qua đời, và nói rằng: mục sư ơi, ông không có cần cầu nguyện cho tôi đâu, vì tôi đã hoàn tất mục đích của cuộc đời tôi rồi.
tôi đã sẵn sàng và đang sẵn sàng về gặp Chúa là Đức Chúa Trời của tôi trên thiên đàng. Còn ông hãy đi và hoàn thành mục đích của cuộc đời ông. Ông mục sư này nói lạ, trong cuộc đời của ông chưa từng thấy một người qua đời mà nói một câu để dạy dỗ ông, và một câu nói này đã biến đổi cuộc đời của vị mục sư trẻ này. Bà nói ông đi về đi, ông đi về, hãy hoàn thành mục đích của cuộc đời của ông mà Chúa ban cho ông. Và mục sư này đã đi ra về, và ông đã sống theo mục đích của cuộc đời của ông. Ông trở nên một người rất là đầy ơn, và ông từ một người bình thường mục sư đi về, ông đã được đi khắp nơi trên thế giới để rao giảng lời Chúa, và ông đã về với Chúa rồi. Thưa ông bạn xem, ông cũng đã hoàn thành mục đích của cuộc đời của ông. Còn quý vị và tôi thì sao? Chúng ta có hoàn thành mục đích của cuộc đời của chúng ta hay không? Thưa ông bạn xem, cái chỗ then chốt không phải là chúng ta sống bao lâu. Cái chỗ then chốt là chúng ta, không phải chúng ta có bao nhiêu thì giờ, nhưng mà chúng ta làm gì với thì giờ mà chúng ta có. Chỗ đó là quan trọng. Chỗ then chốt không phải là chúng ta sống bao lâu, nhưng mà chúng ta sống có hoàn thành cái mục đích mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta hay không. Và câu gốc của chúng ta giống như hồi nãy chúng ta đọc, chúng ta xin đọc lại cùng chung một lần nữa. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Thưa ông bà anh chị em, Chúa cứu chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta bằng một sự kêu gọi thánh, thưa ông bà anh chị em. Và trong đời sống chúng ta, nhiều khi chúng ta không biết hoặc là chúng ta đánh mất sự kêu gọi đó. Tôi có một cái laptop. Trước đây tôi đã mua vài năm trước đây. Khi con trai tôi mới có cũng khoảng 10 mấy tuổi. Thì tôi mua cho một cái laptop, chúng ta thấy ở trầy trầy ở đây. Nhưng mà nó cũng còn mới, nó xài được. Nhưng mà quý vị biết thế nào? Mấy đứa nhỏ cho nó laptop á, nó làm gì? Nó down chơi game, đúng rồi quý vị. Nó chơi game và nó download mấy cái game vào đây. Thì khi mà download mấy cái game thì điều gì xảy ra? Đúng rồi, cảm ơn cô. Cô Chi nói rất là hay. Là cái laptop này rất là tốt đẹp. Hồi đó tôi mua Costco 700-800 trước khi mà quen biết Jenny. Nó rất là tốt, xài tốt. Cái máy laptop này có thể viết ra nhạc, có thể viết ra nhiều quyển sách, có thể bỏ vào cái program và làm rất là nhiều chuyện rất là tốt theo mục đích của người mà sáng tạo ra laptop này. Nhưng đưa cho bé nhỏ chơi thì nó bỏ vào những cái game và virus đã vào và làm hư cái laptop đến nỗi không làm được. Và bây giờ không sử dụng được. Đến nỗi cái dây điện bị mất và nó không có power, không có điện để mà bật lên. Thì thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, mỗi chúng ta đều có mục đích mà Ngài muốn sử dụng chúng ta theo mục đích đó. Nhưng chúng ta trôi theo dòng đời, bị những cái virus nó vào để làm cho cái máy của chúng ta, cái phần này bên trong mà chúng ta không thấy được. Mỗi cái laptop đều có một cái phần hardware và software. Hardware là cái phần cứng mà chúng ta rời chạm được. Và cái software là cái mà chúng ta không thấy, không rời được. Nhưng mà cái đó là cái quan trọng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, thân thể chúng ta thấy được. Nhưng bên trong là điều chúng ta không thấy được. Nhưng mà điều đó rất quan trọng. Và điều đó ma quỷ muốn đến để gieo những cái virus vào. Để rồi chúng ta bị virus ảnh hưởng. Để rồi chúng ta không đi theo mục đích của chúng ta. Để rồi chúng ta phải thay vì đi chạy theo mục đích và sống theo mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, thì chúng ta trôi theo dòng đời. Thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trôi theo dòng đời. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị virus để rồi chúng ta không làm hoàn thành cái mục đích sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã tạo chúng ta ra để hoàn thành. Thưa ông bà anh chị em, mỗi chúng ta đều có mục đích mà Chúa muốn chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy đi và chúng ta hãy khám phá để Chúa cho chúng ta mục đích gì để chúng ta sống. Thưa ông bà anh chị em, thứ nhất là chúng ta sống để tương giao với Chúa. Kỳ rồi thầy Thành đã giảng về hết lòng thờ phượng Chúa. Thưa ông bà chị em, Chúa nói rằng
Chính Ngài là gốc nho, còn chúng ta là nhánh. Và Chúa Giêsu nói rằng ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Chúa có mục đích cho chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không ở cùng Chúa, nếu chúng ta không có mối tương giao mật thiết với Chúa, thì chúng ta sẽ không làm được, hoàn thành được cái mục đích mà Chúa có cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa đã dựng nên Adam, Eva, và Chúa đã cho họ cái vườn Ê-đen và cả thế giới này để họ quản trị. Nhưng khi họ đánh mất mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì họ không thể nào làm hoàn thành mục đích của họ được. Chúng ta thấy điều đó không ạ? Cho nên để hoàn thành mục đích của Chúa cho đời sống chúng ta phải có mối tương giao với Chúa. Bởi vì ngoài Chúa chúng ta sẽ không làm được gì cả. Đây Chúa nói rất là rõ ràng. Chúng ta cũng có thể làm được nhiều điều, nhưng mà điều đó nó xong sẽ không còn lại. Điều đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. Có một vị mục sư, ông nói rằng Chúa cho ông thấy một cái khải tượng. Một ngày kia ông lái xe hơi trên cái freeway. Và Chúa nói với ông á, bây giờ con thấy mấy cái exit á, trên cái freeway á, nó có tốt không? Ông nói, ồ tốt quá Chúa, những cái exit đều tốt. Chúa nói đúng rồi, tất cả những cái exit đó đều tốt. Nhưng mà không phải tất cả những cái exit đó đưa con đến cái nơi mà con muốn đi. Chỉ có một exit mới dẫn con đến cái nơi mà con muốn đi. Trong cuộc đời chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều exit, những cái điều tốt lắm. Nhưng mà chỉ có một điều đúng cho chúng ta. Chúng ta phải đi theo điều đó. Nếu bây giờ quý vị đi lên xe đến phi trường Los Angeles mà gặp exit nào cũng exit, exit hết, thì bao giờ quý vị sẽ đến phi trường Los Angeles, phải không ạ? Cho nên chúng ta phải đi theo mục đích mà Chúa có cho đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cần có cái mối tương giao với Chúa để chúng ta mới hoàn thành được mục đích của Chúa cho đời sống chúng ta. Và thưa ông bà anh chị em, điều này Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta thấy được mục đích của chúng ta. Khi Ngài thắng ma quỷ đến với Ngài và cho Ngài thấy tất cả quyền thế, tất cả những giàu sang của tất cả những cái sự giàu sang của thế gian này, và ma quỷ nói rằng hãy quỳ xuống thờ lại ta thì ta sẽ ban cho người hết tất cả những cái vương quốc, những sự vinh quang giàu có của thế gian đời này. Nhưng mà Chúa Giêsu nói như thế nào? Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đây là câu trả lời cho mục đích của đời sống chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải thờ phượng Chúa, và thứ nhì chúng ta hầu việc Chúa. Mục đích của cuộc đời chúng ta được Chúa tạo dựng nên là thờ phượng Chúa, có mối tương giao với Chúa, mật thiết với Ngài. Và thứ nhì là chúng ta phải hầu việc Chúa. Nếu chúng ta chỉ thờ phượng Chúa mà thôi, chưa đủ, chưa hoàn thành mục đích của chúng ta, mục đích mà Chúa dựng nên chúng ta. Nhưng chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta phải hầu việc Ngài, thưa ông bà anh chị em. Và như Thầy Thành đã chia sẻ, chúng ta thờ phượng Chúa không phải là chỉ đến nhà thờ để ca hát. Ca hát không phải là chỉ thờ phượng Chúa, chưa đủ. Ca hát là một phần thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng Chúa đây là một cái nếp sống, giống như Thầy đã chia sẻ, một cái nếp sống hàng ngày. Chúng ta thờ phượng Chúa trong hội chúng, và chúng ta thờ phượng Chúa nơi riêng tư, và cả cuộc đời chúng ta, tất cả mọi sự chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Đó là sự thờ phượng thật, thưa ông bà anh chị em. Bởi vì Chúa Giêsu nói như thế nào? Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu kẻ lân cận như mình. Câu Kinh Thánh đó cũng tóm tắt lại cho mục đích của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải thờ phượng Chúa và chúng ta phải hầu về Chúa. Chúng ta có rõ mục đích của cuộc đời chúng ta hay không? Happy New Year, chúng ta cùng nhau nói Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, ngày hôm nay là Happy New Year của chúng ta. Khi chúng ta biết mục đích Chúa dựng nên chúng ta để thờ phượng Chúa, để tương giao Chúa. Và chúng ta phải hầu việc Chúa. Vậy thì chúng ta phải hầu việc Chúa như thế nào? Thưa ông bà anh chị em, đây là câu rất là quan trọng. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Ở đây một cái câu rất là hay, và chúng ta phải tra tiếng Anh thì chúng ta mới hiểu được cái câu này. Bởi vì hồi đó tôi không biết là nhen có nghĩa là gì, nhen là gì.
Những người quý vị mà tuổi tôi 40 tuổi xuống, chúng ta có biết nhen là gì không ạ? Chi có biết nhen là gì không? Khi chúng ta đọc sang Kinh Thánh tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng nhen có nghĩa là quạt, là quạt cái ơn tứ của chúng ta. Ơn tứ của chúng ta như lửa. Quý vị có biết rằng ơn tứ của chúng ta như là lửa hay không? Ơn tứ mà Chúa ban cho chúng ta không phải là vừa đâu. Chúng ta phải quạt cái ơn tứ đó cho nên nó thành nóng và nó lên lửa. Chúng ta thấy lửa, vợ tôi giúp tôi để có cái lửa đó. Là cái ơn có nghĩa là cái ân tứ. Chúa cho tất cả mọi quý vị và tôi đều có cái ân tứ. Thứ nhất, chúng ta phải khám phá ra ân tứ của chúng ta. Và chúng ta phải trao dồi, chúng ta phải phát triển ân tứ của chúng ta. Và chúng ta phải sử dụng ân tứ đó theo ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay thầy Huy đã giảng cho các em thanh thiếu niên tiếng Anh. Rồi cô Bình đứng lên hướng dẫn thờ phượng ca ngợi Chúa. Rồi thầy Tài cũng đứng lên đọc Kinh Thánh cho chúng ta. Và ban thờ phượng chúng ta, mỗi người cùng mỗi người đều thờ phượng Chúa, hầu về Chúa. Và ông bà mục sư lúc nào cũng hầu về Chúa, phải không ạ? Và tất cả chúng ta cùng phải khám phá ân tứ của chúng ta. Để rồi chúng ta dùng ân tứ của chúng ta, chúng ta phải quạt cho nó lên lửa. Đừng để ân tứ chúng ta nguội lạnh, thưa bạn xem. Chúng ta phải quạt ân tứ của chúng ta. Chúng ta phải quạt cho nó lên ra lửa. Để rồi chúng ta mới sử dụng được. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi kế tiếp. Trong Roma nói chúng ta có rất là nhiều ân tứ, mà tôi chỉ đi lướt qua những câu Kinh Thánh kế tiếp, bởi vì quý vị có trong tay. Quý vị hãy đem cái tờ chương trình, đem cái dàn bài, tất cả những câu Kinh Thánh về, và tôi muốn quý vị như thế này cầu nguyện với Chúa. Nói: Chúa ơi, con xin cầu nguyện với Ngài, và chuẩn bị một cái cây viết highlight, có nghĩa là cây mà làm dấu đó. Mình thấy rằng Chúa cho mình có ân tứ nào đó, chúng ta gạch ngay đó và nói: Chúa ơi, con có ân tứ này, xin Chúa giúp đỡ con để con trao dồi ân tứ của con. Trong đây nói rằng có ân tứ tiên tri. Ai được ban cho ơn tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, ở đây là phục vụ đó, gọi để phục vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải khám phá những ân tứ của mình, để rồi chúng ta phải sử dụng những ân tứ đó. Và câu Kinh Thánh kế tiếp trong Roma đoạn 12 câu 8 cũng cho chúng ta thấy có những ơn khác nhau. Có ơn khuyên bảo. Khuyên bảo có nghĩa là khích lệ. Hãy khuyên bảo. Ai Chúa ban cho ơn bố thí, có nghĩa là ban phát những tài sản, những cái điều mà Chúa giao cho mình ban phát ra. Hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, có nghĩa là ơn lãnh đạo. Hãy siêng năng mà cai trị. Thưa ông bà anh chị em, người lãnh đạo không được làm biếng. Ở đây Chúa nói rằng phải siêng năng. Bây giờ chúng ta lãnh đạo mà chúng ta làm biếng thì không có làm ra việc, phải không ạ? Cho nên lời Chúa dạy ở đây, người lãnh đạo là người phải làm siêng, phải làm gương. Ai làm sự thương xót, có nghĩa là làm việc từ thiện, hãy lấy lòng vui mà làm. Quý vị làm việc từ thiện mà buồn, đâu có ai dám đến quý vị không? Chúng ta phải lấy lòng vui mà làm công việc từ thiện. Cô Hằng rất là cười bởi vì Chúa cho cô Hằng có cái ơn làm từ thiện lắm. Ơn mà lúc nào kêu gọi, hội thánh kêu gọi dân hiến là cô Hằng liền. Cho nên vui lòng mà làm cái ơn đó. Và cũng giúp thầy Thành nói: anh mua đi, em sẽ trả tiền hả? Mua đôi giày đá banh sẵn sàng. Amen. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa ban cho mình cái ơn, mình phải hãy nhiệt tình. Bà mục sư lúc nào cũng nhiệt tình. Bây giờ đi nhà hàng ăn, gom lại mấy chục người ăn liền. Amen. Hội thánh việc lạy hào ăn rất là giỏi, chúng ta cùng nhau. Đúng hả? Đúng, cô Thu cười. Đúng rồi. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa cho mình có ơn ăn. Thưa ông bà anh chị em, tôi biết tôi và ông mục sư có cái ơn giống nhau. Chúng tôi không có cái ơn nấu ăn, nhưng mà chúng tôi có ơn ăn uống. Cho nên quý vị nào mà có ơn nấu ăn đó, nấu nướng, sẽ làm việc rất là hợp với tôi và ông mục sư. Sẽ không có sự tranh cạnh trong đó đâu. Cho nên mỗi người phải khám phá cái ơn mà Chúa cho mình, để rồi chúng ta cùng nhau hỗ trợ cho nhau. Chúng ta dùng các ơn để mà gây dựng cho nhau. Rồi Kinh Thánh cùng nói tiếp, chúng ta có những cái ơn. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh là đấng ban ơn cho chúng ta. Tất cả những ơn mà quý vị có,
không phải là quý vị giỏi, không phải là quý vị khôn ngoan, sốt sáng gì, nhưng mà những ơn đó Đức Chúa, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Để rồi chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh để chúng ta thực hiện những ơn đó. Amen. Cho nên quý vị đem về nhà lấy ra và cầu nguyện Chúa để chúng ta thấy rằng chúng ta có ơn gì. Ví dụ như chị Thanh có cái ơn Chúa cho về lời nói khôn ngoan tri thức, về ơn tiên tri. Đó, chị thực hiện cái ơn của chị để giúp những người khác. Amen. Bây giờ chúng ta đi đến kế tiếp, cũng nói về ơn tứ nữa. Là người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Chúng ta sẽ có một cái ngày nào đó để chúng ta học về ơn tứ, bởi vì những cái ơn tứ khám phá chúng ta cần có thì giờ, nhưng bài giảng này không cho phép chúng ta thì giờ, không cho phép chúng ta sẽ đi lướt qua thôi. Nhưng quý vị hãy cầu nguyện, bởi vì tất cả những ơn này Chúa cho chúng ta đó. Và điều mà Chúa nói rằng là mọi điều đó là công việc đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúa ban mỗi người có ơn khác nhau, cho nên quý vị đừng có ghen tị, đừng có tranh giành, đừng có tranh đấu với nhau, đừng có nhìn xem những cái ơn người khác để rồi mình tủi thân, hoặc là mình, mỗi một người đều có ơn đặc biệt, thưa ông bà anh chị em. Bởi vì Chúa Thánh Linh là đấng ban phát những cái ơn đó, và Chúa cho riêng cho mỗi người. Bây giờ thưa ông bà anh chị em, mục đích và ân tứ mà Chúa ban cho. Cái câu cuối cùng ở đây về ân tứ, đó là trong Ê-phê-sô lúc trước, quý vị đã thường nghe và hồi nãy tôi cũng đã nói qua. Và Chúa ban cho hội thánh những cái ơn này, để rồi các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ. Chúa muốn thân thể của Chúa được khỏe mạnh, cho nên Chúa ban nhiều ơn để giúp thân thể của Chúa được khỏe mạnh và gây dựng và lớn lên. Amen. Thưa ông bà anh chị em, bây giờ chúng ta sẽ tóm lược lại rất là nhanh. Mục đích của đời sống chúng ta là gì? Có hai điều, là thờ phượng và hầu việc. Thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Thờ phượng thì đòi hỏi chúng ta phải có mối tương giao. Thờ phượng là mối tương giao với Chúa, không phải chỉ ca hát mà thôi, nhưng mà ca hát, cầu nguyện, đọc kinh thánh, có những giờ riêng tư với Chúa, đó là sự thờ phượng của chúng ta. Và hầu việc đòi hỏi chúng ta phải khám phá, phát triển và sử dụng ân tứ theo ý Chúa, không phải theo ý ta. Có nhiều người đã bắt đầu từ trong ân tứ mà Chúa cho, ví dụ như những ca sĩ rất là nổi tiếng, Whitney Houston, Presley, Elvis Presley, những người mà đã bắt đầu từ trong hội thánh, trong nhà của Chúa, nhưng mà đã sử dụng ân tứ đó sai, làm lợi riêng cho mình, và cuối cùng cuộc đời của họ phải chết một cách thảm thiết, thưa mọi anh chị em. Cho nên Chúa muốn chúng ta biết ân tứ của mình, để rồi chúng ta phải làm theo ý của Chúa. Đừng dùng ân tứ của chúng ta. Ân tứ của chúng ta nhiều khi như là một con gươm hai lưỡi. Nếu chúng ta sử dụng ân tứ của chúng ta đúng theo ý Chúa thì sẽ trở nên phước hạnh cho chúng ta. Còn nếu chúng ta sử dụng ân tứ của Chúa cho ma quỷ thì sẽ trở nên hủy hoại đời sống chúng ta. Ông bà anh chị em phải nhớ điều đó. Cho nên ân tứ của Chúa ban cho, chúng ta phải sử dụng theo ý Chúa, và ý Chúa luôn luôn giúp đỡ hội thánh của Chúa, gây dựng hội thánh của Chúa, gây dựng những người hư mất, đem người hư mất để về trong vương quốc của Ngài. Cho nên chúng ta phải sử dụng ân tứ của Chúa theo ý của Chúa. Và cho nên ân tứ giúp hoàn thành mục đích. Chúng ta thấy như vậy, ân tứ của chúng ta giúp chúng ta hoàn thành mục đích của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Và câu này sẽ giúp chúng ta như thế này, là chúng ta phải chuyên lòng, chúng ta phải focus, chúng ta phải concentrate, chúng ta phải chuyên lòng, và chúng ta phải xuất sắc trong cái lĩnh vực ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Châm ngôn đoạn 22 câu 29, quý vị ghi câu này xuống, dường như tôi chưa có để trong đó, nhưng câu này rất quan trọng để khích lệ chúng ta như thế này, là con thấy ở đây là vua Salomon, một người rất là khôn ngoan, và ông viết cho giống như một người trẻ tuổi để khuyên rằng con có thấy người khéo tay trong việc làm mình làm không? Con có thấy người khéo tay trong việc mình làm không? Họ sẽ làm việc cho vua chứ không phải cho người thường đâu.
ân tứ của chúng ta. Nếu chúng ta trao dồi và chúng ta làm xuất sắc trong ân tứ chúng ta, thì Chúa sẽ dùng chúng ta và đem chúng ta đến những người vua, những người tổng thống, chứ không phải là những người tầm thường. Cho nên ân tứ chúng ta rất quan trọng. Mà để chúng ta được đứng trước mặt những người vua, những người tổng thống, thì chúng ta phải trao dồi, chúng ta phải khám phá, chúng ta phải trao dồi, chúng ta phải phát triển và chúng ta phải sử dụng theo ý Chúa. Và chúng ta dùng ân tứ của chúng ta để phục vụ cho một vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Ngài ban cho chúng ta ân tứ để chúng ta phục vụ vị vua của chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Và chúng ta phải làm thật giỏi, làm thật tốt trong ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu là người đã sử dụng ân tứ của Ngài. Chúa Giêsu không để những cái điều phụ trở thành điều chính, nhưng Chúa Giêsu biết cái điều gì chính và điều gì phụ. Thưa ông bà anh chị em, điều đó rất quan trọng cho đời sống chúng ta. Không ai trong chúng ta mà có thể làm hết 5-6 cái ân tứ mà Chúa cho. Chúa có thể cho chúng ta 5-6 ân tứ, nhưng chúng ta phải biết ân tứ nào là ân tứ chính. Vậy chúng ta theo đuổi cái ân tứ đó, chúng ta trao dồi và phát triển, giống như Chúa Giêsu biết khi mà những nhiều người được Chúa chữa lành, Chúa được đuổi quỷ ra khỏi họ và sau đó họ chạy theo Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu biết phải làm gì sáng sớm. Kinh Thánh nói rằng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đây là chìa khóa cho mỗi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sử dụng ân tứ của chúng ta đến điểm tột đỉnh. Và theo ý của Chúa, chúng ta phải dành thời giờ riêng biệt với Chúa, thưa ông bạn chị em, để chúng ta nghe được tiếng Chúa. Bởi vì khi mà ân tứ chúng ta được rất là dồi dào, rất là được ơn, thì sẽ có nhiều người chạy đến. Nhưng nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị người ta lôi cuốn theo dòng đời, chứ không đi theo đường lối của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã không bị mắc mưu, nhưng Ngài đã đi tìm kiếm để giữ mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Cho nên khi Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài, khi kiếm được thì thưa rằng hết thảy đoàn dân đông, rất là nhiều người hết thảy đang tìm Thầy. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời thế nào? Chúng ta đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ôi quý vị ngạc nhiên hỏi, bây giờ đoàn dân đông rất là đông, người nào cũng muốn Chúa chữa lành, Chúa đuổi quỷ cho họ, nhưng mà tại sao Chúa Giêsu lại bỏ đoàn dân đông này? Và Ngài nói rằng chúng ta hãy đi đến cái làng bên cạnh để ta còn rao giảng tin lành cho họ. Bởi vì cốt đó, bởi vì lý do chính đó mà ta được sai đến. Cho nên đời sống ông bà anh chị em và tôi phải biết lý do mục đích chính, cái ân tứ chính, sự kêu gọi chính mà Chúa cho chúng ta, để chúng ta đeo đuổi theo điều đó, thưa ông bà anh chị em. Amen không ạ? Amen, tạ ơn Chúa. Và sắp hết rồi, câu một câu nữa thôi, là theo gương Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Chúa Giêsu làm việc đến nỗi mê ăn luôn. Chúa Giêsu nói chuyện với cái người đàn bà Samari ở nước giếng đó, và bà tin Chúa và bà đi ra và đem một cái làng, một cái thành phố tin nhận Chúa. Và Chúa làm việc từ sáng đến trưa và mệt nhọc, và môn đồ đến nói: "Ồ Chúa ăn, Chúa đói." Chúa nói: "À không, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài." Khi quý vị biết được mục đích và sự kêu gọi và ân tứ của mình, quý vị sẽ mãi mê làm đến nỗi quên ăn. Tôi biết bà mục sư rất là thường quên ăn bởi vì mãi mê trong công việc. Và chính tôi như vậy. Khi tôi biết được mục đích của cuộc đời của tôi, đeo đuổi và làm cái điều mà Chúa muốn tôi làm, Chúa tạo dựng ra tôi để làm công việc đó, thì quên ăn luôn. Bởi vì đó là mục đích. Và mục đích, và chúng ta hiểu được, thì chúng ta làm say mê, chúng ta không thấy mệt. Quý vị có nghe câu chuyện của ông Edison, Thomas Edison là người đã sáng tạo ra cái bóng đèn. Ông làm việc mãi mê, và vợ của ông nói: "Ồ, tại sao ông làm mấy năm rồi không có đi vacation gì hết à? Bây giờ em cho anh đi vacation, anh đi đâu cũng được, khắp nơi trên thế giới, nơi nào anh muốn đi thì anh đi, bây giờ cho anh đi." Thì qua ngày sau, bà đến cái phòng làm việc của ông, thì thấy ông cũng làm việc nơi đó.
Thì bà nói tại sao vậy? Em đã nói cho anh đi cái chỗ mà anh thích đi nhất, cái chỗ mà anh thưởng thức mà anh thích nhất, mà tại sao anh vô phòng làm việc? Ông nói bởi vì đây là cái chỗ mà anh thích nhất. Ông mãi mê làm công việc của ông mà ông đã sáng tạo nên rất là nhiều điều, thưa ông bà anh chị em. Và khi chúng ta mãi mê cái công việc, đam mê theo cái sự kêu gọi của cuộc đời chúng ta sẽ không thấy mệt. Amen. Cảm ơn Chúa. Và giờ đây chúng ta sẽ nghe một lời tâm tình từ người vợ yêu dấu của tôi, là người mà Chúa đã dùng để khích lệ cuộc đời của tôi rất nhiều. Tôi luôn luôn cảm ơn Chúa có một người vợ mà cùng đi theo tiếng gọi của Chúa, cùng đi theo mục đích của Chúa và cầu nguyện cho tôi, khích lệ cho tôi. Có nhiều đêm, có những lúc trong cuộc đời của tôi, có nhiều lần tôi không ngủ được và có những cái điều lo lắng. Và tôi nói rằng, anh ơi đừng có lo. Sao anh phải lo? Chúa sẽ không có bỏ mình đói đâu. Chúa sẽ không có bỏ mình túng thiếu đâu. Anh đừng lo. Phải hầu với Chúa. Thì cảm ơn Chúa cho một người vợ luôn luôn cầu thai, luôn luôn an ủi khích lệ. Và cũng là người được ơn mà Chúa đã kêu gọi để chia sẻ lời Chúa nữa. Cho nên xin mời em lên đây để cùng chia sẻ một vài điều để hội thánh anh chị em, ông bà anh chị em, mọi người được khích lệ. Amen. Chúng ta cho một tràng cho Chúa chúng ta, cho Chúa chúng ta một tràng pháo tay. Kính chào ông bà mục sư, kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa cho chồng của tôi luôn tạo cái cơ hội để tôi hầu việc Chúa và giúp cho tôi trao dồi những cái ân tứ Chúa ban cho tôi. Thì nói về những ân tứ thì tôi có một cái câu chuyện để là khích lệ hội thánh đây. Năm vừa rồi thì tôi có xem một cái video của bà Terry Savelle Foy. She nói về những cái làm sao mình khám phá ra những cái ân tứ và mình trao dồi nó. Thì tôi thì bà nói có một điều rằng khi mình làm một cái việc gì đó mà mình làm thấy nó dễ dàng lắm, thấy nó tự nhiên, nó so natural đối với mình, giống như mình không cần phải dùng sức hoặc là giống như là làm cái gì khó khăn, nó đến rất là dễ dàng với mình, thì đó là một cái ân tứ mà Chúa ban cho mình. Thì tôi cứ suy nghĩ thì tôi thích vẽ. Và tôi học vẽ những cái lúc mà tôi còn đi học college thì tôi lấy rất là nhiều lớp vẽ mà tôi không có bỏ nhiều thời giờ vô, mà tôi có được A hoài. Còn mấy cái lớp design thì là làm giống như là đầu là suy nghĩ qua đêm luôn mà làm cũng không có được A bằng cái vẽ, giống như nó đến với mình nó tự nhiên lắm. Thì tôi biết rằng cái đây là cái ân tứ và tôi tiếp tục tôi trao dồi và tôi bắt đầu vẽ lại. Và cách đó là 12 năm khi tôi ra trường năm 2004 ở bên Oklahoma, tôi không có bao giờ đụng đến vẽ gì hết trơn á. Nhưng mà khi tôi nghe xem cái video đó, tôi bắt đầu tôi tập vẽ lại. Và khi khúc đầu thì cái tay nó hơi cứng cứng một chút, nhưng mà từ từ nó cũng thời gian rất là ngắn tôi cũng vẽ lại được. Cho nên tôi biết rằng Chúa cho tôi cái ân tứ đó và tôi bắt đầu tôi cũng vẽ vài cái post on Instagram, thì tôi thấy cũng có nhiều người thích và cũng có mấy người liên lạc với tôi và nhờ tôi vẽ cho họ. Thì tôi nói wow, cái này là chắc Chúa cho. Và tôi dùng những cái hình đó tôi có những cái câu giống như khích lệ người ta, động viên người ta theo đeo đuổi những cái giấc mơ của họ. Đây là những cái hình mà tôi vẽ đó. Tôi thích vẽ về những người mẹ ẵm con, là những người fashion girls. Và giống như hồi đó tôi không có dùng cái lời của Chúa cho cái vẽ của tôi, thì tôi biết rằng mình chỉ nói chung chung thôi chứ không có đặt cặp Chúa nhiều. Nhưng mà một thời gian làm tôi thấy giống như sao nó thiếu gì á, giống trong lòng mình nó thấy nó sao sao á, giống như nó có gì đó mà mình thấy nó chưa có được thỏa mãn. Thì tôi mới cầu nguyện và Chúa nhắc trong lòng tôi là phải dùng lời của Chúa đem những cái hình ảnh đó, đem người ta đến tình yêu thương của Chúa. Thì tôi bắt đầu dùng những cái câu kinh thánh. Cái việc này tôi thấy rất là nhỏ, nhưng mà tôi biết rằng khi tôi trung tín trong công việc nhỏ thì Chúa sẽ cho tôi thấy những công việc lớn. Nên cảm ơn Chúa. Thì qua đó tôi cũng biết rằng những cái điều gì mình làm mà nó liên quan đến Chúa thì cái đó là đem đến cho Chúa sự vinh hiển. Còn nếu như chúng ta làm mà không có
thay cái đó vào cái Chúa, vào lời của Chúa hoặc bất cứ cái gì đó đến từ nơi Chúa thì cái đó nó không giúp đỡ gì chúng ta và nó làm cho chúng ta thấy thấy trống vắng ở trong lắm. Cho nên cảm ơn Chúa. Và tôi cũng quan sát nhiều năm thì tôi thấy những thành viên trong hội thánh có rất nhiều ấn tứ khác nhau, cũng như thư đây, vợ của thầy Thiện, Thư có rất là nhiều ân tứ và phục vụ trong hội thánh không, nhưng mà cái ân tứ mà tôi để ý, tôi thấy Thư viết văn rất là hay. Cái lần đầu tiên tôi thấy Thư viết về một người con gái mà bị bệnh ung thư ngực á, rất là cảm động. Cho nên tôi biết rằng đây là cái ân tứ Chúa cho Thư. Thì không có phải là ai cũng có thể viết được hay không, mà có cái tình cảm sâu sắc ở trong đó. Thì tôi thấy Thư viết cũng rất là nhiều lần, nhưng mà lúc nào cũng đồng cảm đến tấm lòng của tôi. Cho nên nếu như Thư tiếp tục trao dồi vô cái ân tứ đó thì tôi tin rằng, và dầm thấm trong lời của Chúa, thì tôi tin rằng Chúa sẽ dùng Thư viết rất là nhiều cuốn sách để đem lại những cảm ứng cho rất là nhiều người. Vì Chúa cho mọi người cái ân tứ khác nhau, và chúng ta đây là những cái Chúa tạo dựng chúng ta ra rất là đặc biệt vì cái mục đích, vì Chúa Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch mà chính mọi chúng ta, cái tính cách của chúng ta, cái tính khí cũng như cái lý lịch của chúng ta, cái kỹ năng của chúng ta mới có thể hoàn tất được cái kế hoạch đó Chúa dành cho mọi người. Cho nên chúng ta là custom made. Everybody ở đây là đều là custom made. Giống như tôi có cái chiếc áo dài á, tôi đưa cho người thợ may, may theo cái số đo của tôi, và khi tôi mặc vừa vào nó vừa y à, coi như là chỗ nào từ trên xuống dưới là nó đều vừa tôi hết. Và tôi cũng có những cái áo tôi đi ra ở ngoài khu Việt Nam tôi mua về size small nó cũng vừa tôi, nhưng mà ở trên tay nó ngắn một chút, rồi ở dưới đây nó chật, rồi cái chỗ nó rộng, giống như là nó cũng vừa, nhưng mà thật ra nó không có vừa y. Cho nên hết thảy chúng ta là custom made của Chúa, có những cái unique ân tứ mà chỉ có cái người đó mới có thể đáp ứng được. Cho nên không, chúng ta cũng giống như chồng của tôi nói, chúng ta không cần so đo. Khi tôi suy nghĩ lại, có nhiều khi mình cũng so sánh mình với người ta, mình compare, tại sao tôi không giống như cô ấy, không có làm được giống vậy. Nhưng mà thật ra cô ấy có cái định mệnh khác với tôi, và tôi có cái định mệnh khác với họ. Cho nên bây giờ tôi tập rằng tôi không cần so sánh mình với người ta, và tôi không cần giống như là phải giống như là ganh tị hoặc là bất cứ một cái điều gì, vì họ có những cái ân tứ khác với tôi và tôi có những cái ân tứ khác với họ. Cho nên ai cũng đặc biệt hết. Cho nên cảm ơn Chúa, xin Chúa. Và chị Hoa vợ anh Tài ở trong cái kitchen đó là không có chỉ là tôi thấy nó hơi bị trục trặc á, tại vì chỉ được cái ơn mà giống như là giao trách nhiệm cho người ta đó. Khi tôi bước vô trên này, chanh này con em cắt giùm mấy cái chanh đi, chị kia cắt này làm kia, nó rụp 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 và nó xong liền. Còn có ngày nào mà không có chị qua, tôi thấy nó hơi lụng cụng, giống như là thiếu thiếu gì ấy, rồi làm rất là chậm. Cho nên đó là một cái ân tứ mà Chúa ban, không phải là ai cũng có hết. Người ta cũng có cái ơn nấu ăn, nhưng mà không có cái ơn mà điều chỉnh á, chỉ huy những cái người phải làm gì đó. Cho nên hết thảy mọi người, tôi cũng biết rất là nhiều người ở đây cũng rất là nhiều ân tứ khác nhau lắm. Cho nên chúng ta hãy fan into flame để công nhà của Chúa được phát triển. Amen. Amen. Đúng rồi. Bây giờ kỳ này ai đi về Việt Nam chúng ta sẽ đặt mua mình những cái quạt để mỗi người có cái quạt đi về, chúng ta phải quạt cái ân tứ của chúng ta, phải không ạ? Chúa cho ân tứ chúng ta phải quạt lên, thưa ông bà anh chị em. Và hội thánh đây là môi trường để chúng ta hầu việc Chúa. Bởi vì khi chúng ta về trên thiên đàng, tôi nghe nói rằng có người đã lên thiên đàng, họ nói rằng khi quý vị về trên thiên đàng đó, Chúa sẽ cho quý vị làm cái ân tứ của quý vị. Ở dưới đất này nhiều khi chúng ta muốn có một cái kitchen rất là rộng rãi mà chúng ta không có đủ khả năng để mua được. Quý vị sẽ về trên thiên đàng, Chúa sẽ cho một cái kitchen tuyệt vời bằng inox không? Bằng kim cương nữa chứ không phải là inox không? Và quý vị sẽ nấu ăn ở trên đó. Cho nên mỗi người chúng ta phải hầu vì Chúa, dùng cái ân tứ Chúa ban cho mình để hầu vì Chúa, thương bà anh chị em.
Và lời kêu gọi đây: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa. Ông Paulo nói, khuyên anh chị em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận là sự kêu gọi đó mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến nhiều điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Thưa bạn chị em, Chúa muốn chúng ta dùng ân tứ của chúng ta, nhưng chúng ta phải khiêm nhường. Chúng ta không cần phải phô trương. Nhiều khi Chúa muốn giấu chúng ta. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta, nhiều năm tháng Chúa giấu chúng ta, để Chúa rèn luyện cái tánh tình của chúng ta, Chúa rèn luyện con người bên trong của chúng ta. Như chính Chúa đã rèn luyện ông Phaolô để ông viết những điều này cho chúng ta. Quý vị biết ông đã vào sa mạc 4-5 năm gì trong đó. Có những nhà Kinh Thánh nói rằng ông vào 3-4 năm trong sa mạc, ẩn mình trong sa mạc để được học với Chúa Giêsu. Rồi sau đó ông mới phục vụ Chúa. Cho nên nhiều lúc Chúa giấu chúng ta đừng phải chiến đấu, nhưng chúng ta hãy trung tín trong những việc mà Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta trung tín đi, rồi đến lúc Chúa sẽ đưa chúng ta ra để chúng ta làm việc lớn. Hồi đó tôi đi rửa toilet ở nhà thờ, không ai biết. Hồi đó tôi đi chà toilet, có những người hội thánh Mỹ nói, ủa, sao có người Canada không làm mà anh làm? Nói, ồ, tôi mặc đồ đẹp này, tôi thích yêu mến Chúa, tôi muốn làm bất cứ điều gì tôi có thể làm cho Chúa, bởi vì tôi muốn hầu việc Chúa. Cho nên chúng ta xin Chúa cho thấy mình có những cái ơn gì, chúng ta hãy khiêm nhường, chúng ta hãy hạ mình hầu việc Chúa đi, rồi Chúa sẽ nâng dâng chúng ta lên. Amen. Tạ ơn Chúa. Và lời cuối cùng xin chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta đọc câu này. Và câu này là câu tóm tắt lại bài giảng của chiều hôm nay, tóm tắt để chúng ta thấy rằng mục đích của chúng ta là gì. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Chúng ta thấy rằng mục đích của chúng ta thờ phượng hầu về Chúa, nhưng trên đó cái chính là gì thưa ông bà chị em? Để làm gì? Làm sáng danh Chúa. Cho nên chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta hầu về Chúa, mục đích là làm sáng danh Chúa. Cho nên bất cứ điều gì ông bà chị em làm, ông bà chị em hãy hỏi một câu hỏi: điều này có làm sáng danh Chúa hay không? Trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta phải tự hỏi: điều này Chúa ơi, con sắp sửa làm, có làm sáng danh Chúa hay không? Và nếu câu trả lời là vâng, làm sáng danh Chúa, theo lời Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta hãy mạnh mẽ làm điều đó. Và Chúa sẽ ban phước để rồi chúng ta sẽ có nhiều quả và chúng ta sẽ chứng minh rằng chúng ta là môn đồ của Chúa. Mục đích Chúa kêu gọi chúng ta trở thành môn đồ Chúa để chúng ta có kết quả và để rồi chúng ta dâng sự vinh hiển cho Chúa, làm sáng danh Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện.